Top những nhân vật Luffy không dám đụng tới. Là một trẻ trâu top server trái đất từng đấm ông già, đấm bà lão, thậm chí đến thằng nhóc 8 tuổi thì cũng không tha. Có thể nói Monkey D. Luffy là một báo xã hội chính hiệu, không sợ trời, không sợ đất, vượt xa mấy con báo bình thường như báo Salo hay là báo Giang Hổ Mõm. Dù vậy vẫn tồn tại một số nhân vật có cho tiền, Luffy cũng không dám, không thể và không được đụng tới. Anh em có muốn biết đó là những thần thánh phương nào không? Nếu có thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Và lại là thuyền trưởng Xăm Soi đây, chúc anh em một ngày tốt lành, sữa đậu nành nhá. Nami, đầu tiên chắc chắn phải là chi đại Nami, người nắm quyền sinh sát ở trong băng ngũ rơm. Có thể anh em chưa biết nhưng mà toàn bộ những thành viên của băng ngũ rơm, bao gồm cả Robin, đều đã bị Luffy tấn công rồi. Chỉ duy nhất Nami, ở trong hàng ngàn chapter qua, dù có làm gì thì Kulu cũng không dám đụng đến một cọng lông mi của cô. Nguyên do đầu tiên là vì tính cách của Kulu quá trẻ con và ngây thơ. Mà nếu như vậy thì đương nhiên là sẽ sợ hãi trước những con cọp cái rồi. Và Nami là một trong số đó. Từ những ngày đầu gia nhập, mỗi khi mà bày trò, Luffy đều sẽ bị đánh đập la mắng. Ban đầu nỗi sợ là 1, 2, 3, sau đó lên đến 10, 20, 30. Và hiện giờ nỗi sợ mà Luffy dành cho Nami đã to như là con so rồi. Oda đã từng nói rằng dù Kulu có sở hữu Haki mạnh mẽ hay cơ thể cao su đi chăng nữa, vẫn bị Nami đả thương. Dù chị đại chỉ là một cô gái yếu đuối. Nguyên do là vì trong lòng Luffy rất sợ hãi Nami cho nên mới bị thương như vậy. Chứ nếu bình thường thì với những cú đấm ấy có đánh đến Tết năm Canh Tuất 2030 cũng không đau đâu. Để bổ sung cho việc Kulu không dám động đến Nami, anh em có thể kể đến những lần mà chị đại hành động có thể gọi là rất quá đáng, đến mức mà người xem cảm thấy cũng khó chịu nhưng mà cậu vẫn răm rắp nghe theo. Ví dụ như là khi bắt bộ ba quái vật lặn xuống đáy biển vớt kho báu, mặc dù cái thằng thuyền trưởng cao su cũng chẳng biết bơi, hay là những lần đột nhiên đánh đập người khác vô cớ chẳng hạn. Cũng vì những hành động ấy, Nami đã từng mang cho mình khá nhiều anti, cũng chẳng thua kém gì bé đào ở bên Naruto. May là Oda đã phát hiện ra kịp thời, và tính từ sau time skip đến nay, dù vẫn đánh và mắng Luffy như cơm bữa, nhưng mà anh em ta đã không còn thấy sự vô lý đến từ vị trí của Nami nữa rồi. Đương nhiên là hội anti của chị thì cũng dần dần giải thể luôn. Còn nếu anh em hỏi lý do vì sao bác Oda lại yêu ái Nami và sợ người khác anti cô ấy thì nhìn đây. Các bạn có biết là người cosplay Nami là ai không? Đúng rồi, chính là vợ của Oda đấy. Hiểu nguyên nhân ngay. Xanh tóc đỏ. Luffy làm hải tặc siêu tân tinh tứ hoàng hay thậm chí là vua hải tặc ở trong tương lai hoàn toàn nhờ Xanh, cho nên dễ hiểu khi mà ông chú của Tay là idol lớn nhất của đời cậu. Mà trên đời này thì không có chuyện là fan đấm idol đúng không anh em? Cho nên có thể nói rằng Xanh thì chính là vùng đất mà Luffy không dám đụng đến, như là vùng đất cấm Mr. Dom nào đó vậy. Nhớ lại khi mà bắt đầu lựa chọn một tứ hoàng để hạ bệ, Luffy có thể thách thức Big Mom Kaido nhắm trực tiếp vào Zoden. Tuy nhiên, cậu chưa một lần dám nghĩ đến việc giành địa bàn với ông chú của mình. Điều đó được các thành viên khác biết đến thông qua chiếc mũ rơm và dần dần họ cũng vô cùng tôn trọng bằng tóc đỏ. Chỉ có duy nhất thanh niên Bartolomeo đu idol nhưng mà quên tìm hiểu về idol của idol thì mới dám đến lãnh địa của băng xanh vừa đốt cờ vừa bán hàng đa cấp mà thôi. Nếu may mắn chạy thoát thì không nói, nhưng mà nếu bị bắt lại thì mắc công Kulu nhà ta đi thỏa hiệp để giải cứu rồi. Và mặt khác, nói không dám đụng tới ở đây là Luffy sẽ không bao giờ tấn công hay là có ý định tranh giành bất cứ điều gì của Xanh. Nhưng nếu cạnh tranh công bằng trên con đường đến vua hải tặc hoặc tổ chức một trận chiến giao hữu thì vẫn ok là anh em nhá. Chỉ mong ông chú tóc đỏ đừng có mà đòi lại chiếc mũ mà thôi. Quen gọi Luffy mũ rơm rồi, chứ giờ đổi thành Luffy mũ cối, Luffy mũ bảo hiểm hay Luffy mũ gòn rong biển, nghe nó lạ lẫm vãi luôn anh em nhá. Sabo là người anh trai trở về từ cõi chết. Sabo nhận được sự yêu thương và tôn trọng tuyệt đối đến từ Luffy. Và điều thú vị cũng bắt đầu từ đây rồi. Anh em còn nhớ lần gặp A chứ? Luffy không những rủ vật tay mà còn thi thố rất nhiều thứ khác vì muốn khẳng định rằng mình giỏi hơn hỏa quyền. Nhưng đối với Sabo ấy, cậu lại không dám động đến anh. Không phải vì Kulu thương Sabo nhiều hơn A hay là gì đâu nhá. Chẳng qua là mỗi người mỗi khác mà thôi. Không dừng lại ở đó, tình cảm mà Luffy dành cho Sabo còn nhiều hơn cả Dragon.
Bằng chứng là khi mà đồng đội bàn tán về việc Dragon lên báo thì Luffy chỉ hỏi một câu: Sabo có khỏe không? Sau khi mà biết Viêm Đế gặp biến cố tại Thánh Địa, cậu cũng tỏ ra vô cùng lo lắng và đòi đến ứng cứu. Nói chung là Sabo có lẽ là một trong những người quan trọng nhất đối với Luffy anh em ạ. Dragon ấy cũng chẳng có một cái cửa gì luôn. Gáp. Lần duy nhất Luffy tấn công Gáp là khi mà cứu A. Nhiều người nói rằng sau pha ấy Kulu đã trưởng thành và không còn sợ ông nội nữa. Cơ mà không có đâu bé ơi. Nỗi sợ mà Luffy có từ Gáp đã được hình thành từ khi còn nhỏ rồi. Xuyên suốt quá trình từ năm 7 đến năm 17 tuổi, nó không ngừng tăng lên từng ngày theo từng nắm đấm yêu thương mà Gáp trao. Công bằng mà nói đây là người mà Luffy sợ nhất cũng như là không dám, không muốn và cũng không thể nào đụng tới được. Nhiều anh em thì có lẽ chưa biết vì sao Kulu lại rén đến như vậy thì mình cũng xin giải đáp luôn nha. Do việc ăn cháy cao su khiến cho Luffy miễn nhiễm gần như mọi đòn tấn công và đương nhiên là cậu không thấy đau. Đối với Gáp thì mỗi lần giáo huấn thằng cháu, ông đều bắp một ít haki phụ trang và nhiêu đó là đủ để Luffy cảm nhận được đau đớn rồi. Trong lần gặp lại nhau tại Water Seven, khi mà nhận ra người vừa đấm mình là ông nội thì Luffy đã mất hoàn toàn ý chí chiến đấu. Cậu không chỉ không có ý định tấn công mà đến chạy trốn cũng chẳng dám, thay vào đó là chỉ biết khóc lóc la hét mà thôi. Ngoài ra thì còn ngăn cản những thành viên khác tấn công nữa chứ, rèn đến tận chân tơ kẽ tóc luôn chứ cần gì nữa. Trên tất cả sau biến cố Marineford thì mối quan hệ giữa hai ông cháu vẫn như trước time skip. Gáp vẫn thường xuyên đọc tin tức về Luffy và Kulu vẫn nhớ về ông nội. Nói chung là không có gì thay đổi chứ cũng không hề có chuyện Luffy cạch mặt Gáp như một số liều báo lá cải đồn đâu anh em ạ. Mình thực sự mong muốn rằng Luffy sẽ gặp lại ông nội với tư cách là tứ hoàng như hiện tại. Họ có thể trò chuyện ôn lại kỷ niệm năm xưa hoặc VIP Pro hơn, đó là cùng nhau chiến đấu chẳng hạn. Đảm bảo là dù có Gear 5 hay là Gear 6 thì Kulu cũng chẳng dám động đến một sợi lông chân của Gáp nữa anh em ạ. Nghe giọng nói thôi là vãi cả ra quần luôn rồi. Iceberg. Từng arc đều có sự xuất hiện của một số nhân vật phụ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng ta cũng có thể kể đến như là Chúa Trời Weeper, Quốc Vương Cobra, Quốc Vương Neptune, Vua Riku, vân vân và mây mây. Những người này đều có uy quyền tối cao của một quốc gia, tuy nhiên Luffy cũng chẳng xem ra ngô, ra khoai gì, thậm chí chỉ xem như là bạn đồng trang lứa thôi. Tuy nhiên cũng chẳng biết tại sao Iceberg chỉ là một thị trưởng tại Water Seven thì Kulu lại chưa một lần dám xúc phạm, chứ đừng nói tới là đụng tới nha. Đầu tiên có lẽ là vì lòng tôn trọng tuyệt đối dành cho vị thị trưởng đáng kính này. Iceberg thì chính là người đã chăm lo cho cả hòn đảo cũng như được mọi người hết sức tôn trọng. Thứ hai là vì khi ấy Luffy rất cần người sửa tàu Sunny mà Iceberg lại nắm giữ độc quyền toàn bộ xưởng tàu, cho nên rén cũng phải thôi. Cuối cùng, Kulu không dám đụng đến thanh niên này là vì từng bị vu oan. Cụ thể thì sau khi mà bắt cóc Nico Robin, CP9 đã lật kèo và tấn công Iceberg. Thế méo nào mọi tội danh ám sát ngài thị trưởng lại bị đổ lên đầu Luffy, khiến cậu chịu không ít cực khổ do bị người dân truy bắt. Nói hải tặc không sợ trời, không sợ đất thế chứ mà nếm trải xong cái cảm giác này thì cũng vãi ra quần phết chứ không đùa đâu anh em ạ. Bên lề một tí thì Iceberg cũng đã từng được Luffy mời vào băng, tuy nhiên dễ hiểu là ông đã từ chối và Kulu tỏ ra khá tiếc nuối chuyện này. Nếu như mà hai sư huynh đệ Iceberg, Franky mà gia nhập thì có khi bây giờ ấy, băng mũ rơm không chỉ đi bằng tàu thuyền nữa đâu mà chuyển sang đĩa bay luôn rồi anh em ạ. Sogeking. Nếu là Usopp, cậu có thể là nạn nhân của rất nhiều trò chơi khắm từ vị trí Luffy, thậm chí còn bị đấm không ít lần. Tuy nhiên nếu hóa thân thành vua bắn tỉa Sogeking, thằng cu cao su ấy, cho kẹo thì cũng không dám đụng tới. Ở lần đầu tiên gặp mặt, dù cả băng ai cũng nhận ra là Usopp, nhưng mà với đầu óc ngu si, âm 8 tỷ IQ của Chopper và Luffy thì hai đứa trẻ trâu này lại không hề phát hiện ra. Usopp thì cũng rất tài tình trong công cuộc giới thiệu khi mà dùng những từ ngữ mạnh mẽ, ví dụ như là đảo xạ thủ, vua bắn tỉa, anh hùng để bốc phét, cho nên dù chỉ là lần đầu gặp mặt thì Luffy cũng đã u mê không lối thoát rồi. Lần đầu tiên chúng ta được thấy Kulu xin chữ ký, sau đó là ánh mắt lấp lánh hình ngôi sao. Thậm chí khi ấy, Sogeking yêu cầu gì thì cậu cũng làm theo răm rắp luôn. Đến khi mà Nami mắng thì còn bênh: Nami, cậu không được mắng anh ấy là một người hùng đấy. Đúng là bó tay .com.vn luôn anh em ạ. Bên lề một tí thì sau khi mà trở lại thân phận Usopp, tại một số tờ truy nã sau đó, cậu mũi dài vẫn được gọi là vua bắn tỉa Sogeking. Vậy anh em nghĩ thử xem nhá, Luffy có nhận ra sự thật chưa nhờ? Cùng comment suy nghĩ của mọi người bên dưới nhá.
Kozuki Oden. Và cuối cùng ngày hôm nay thì chính là dân chơi của tộc Kozuki. Hẳn anh em đang không hiểu tại sao mình lại nói Luffy không dám đụng vào một nhân vật đã ngỏm củ tỏi đúng không nào? Từ từ, em mình giải thích nha. Mọi người còn nhớ thái độ mà Luffy dành cho dâu trắng chứ? Rất bố láo, bố đời, thậm chí còn đòi đá đít ông nếu như mà giành One Piece với mình. Trong lời nói đương nhiên đã vô cùng hôn láo rồi, tuy nhiên cũng chẳng biết vì nguyên do gì mà từ dâu cho đến Aquano, Luffy kính trọng Oden với 100% con tin mà chưa bao giờ dám nói một từ nào bất kính với ông. Tức là đồng nghĩa với việc nếu như mà Oden còn sống ấy, có cho tiền, Luffy cũng chẳng dám động tới đâu. Giải thích cho điều đó chúng ta có hai nguyên nhân nhé. Thứ nhất là vì huyền thoại mà Oden để lại quá ấn tượng và quá phù hợp với Luffy, cho nên lần đầu nghe đến thì cậu đã khoái khoái chảy nước miếng rồi. Và thứ hai là vì Kulu quá yêu mến vùng đất Wano, cho nên cũng thán phục trước những gì mà Oden đã làm cho nơi đây. Không tin thì anh em có thể xem lại những phân cảnh Luffy được nhắc cho nghe về Oden nhé. Đúng kiểu mắt chữ A, mồm chữ Á luôn ấy. Chỉ tiếc rằng sinh ra quá trễ nên không thể kết nghĩa huynh đệ mà thôi. Và rồi đó thì cũng chính là kết thúc của video ngày hôm nay. Nếu anh em cảm thấy hay ho, đừng quên ấn cho mình một like, một đăng ký kênh, cũng như comment để xem rằng ngoài các nhân vật trên ra thì ai mà Luffy không dám đụng tới nữa nhá. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với góc comment thôi. Đầu tiên là bạn Kichita, nhìn tiêu đề thì Orochi chắc top 1 rồi. Tính ra thằng khứa Orochi này chiếm nhiều cái top 1 phết đấy. Ví dụ như là phế nhất ở trong đám lãnh đạo này, bỏ phí trái ác quỷ bá đạo nhất này. Nói chung thì cái gì cũng xấu, cứ dồn hết vào Orochi là hợp lý hết luôn. Tiếp theo là bạn con nam, nhỡ đâu Im-sama là Toki ăn trái ác quỷ dịch chuyển đến tương lai. Và Toki đã từng nói là dịch chuyển đến tương lai cách đây khoảng 800 năm. Nghe thì cũng hơi ảo ma Lazada, cơ mà sau khi mà thể hiện hóa quái vật, mình cũng nghĩ rằng Im-sama 99% là được dựa rồi bạn ạ. Chứ không phải là một mỹ nhân ngư như anh em nào nghĩ đâu. Tiếp theo là bạn Nguyễn Nhật Hùng, sử dụng trái ác quỷ Deacon để mình ném đến chỗ Crush. Bạn nói mình mới để ý đấy, không biết là người dùng trái Matomato có thể ném chính mình không nhở? Làm được thì cũng hay ho phết đấy. Vậy anh em có câu hỏi hay ý kiến gì muốn đặt ra cho Samsoi không? Nếu có thì nhớ để lại comment bên dưới để mình có thể trả lời và bế anh em lên TV nhá. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nhá.